Chào mừng các bạn đến với điểm tin chuyển nhượng ngày 10 tháng 8 của Cà Cộng Sport. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng điểm qua những thông tin hot nhất trong 24 giờ qua. Chelsea hiện không đàm phán với Juventus về thỏa thuận hoán đổi liên quan đến Romelu Lukaku và Dusan Vlahovic. Juventus được cho là muốn có Lukaku cộng thêm 34,5 triệu bảng rồi mới để Vlahovic đến The Blue theo chiều ngược lại. Phương án này đã không nhận được sự đồng thuận từ đội bóng phía Tây London. Chelsea hiện đang bàn bạc với Lukaku để đưa ra các quyết định tương lai hợp lý nhất cho tiền đạo người Bỉ. Cụ thể, Lukaku có thể đến một trong các câu lạc bộ châu Âu trước ngày 1 tháng 9, hoặc có thể đến một câu lạc bộ thuộc giải Pro League của Ả Rập Xê Út trước ngày 7 tháng 9. Bên cạnh đó, Chelsea cũng bất ngờ cạnh tranh Romelu Lavia cùng Liverpool. Đội bóng thành London đã ra giá 48 triệu bảng, nhưng dự kiến sẽ bị từ chối do Southampton muốn thu về 50 triệu bảng. Nhưng khoảng cách trong mức định giá của đôi bên không chênh nhau xa, và các cuộc đàm phán có thể tăng tốc trong 24 giờ tới. Chelsea đã bổ nhiệm Reece James làm đội trưởng mới của họ. Tuyển thủ Anh sẽ thay thế vai trò của Cesar Aspilicueta, người đã rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do để gia nhập Atletico Madrid. Reece James trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và đã thể hiện được tố chất thủ lĩnh trong một vài mùa giải vừa qua. Man United hiện đã chấp thuận mức giá 30 triệu bảng từ phía West Ham để bán đi trung vệ Harry Maguire. Maguire trước đó muốn ở lại để cạnh tranh suất đá chính, nhưng những màn trình diễn gần đây khiến anh nhận ra cơ hội đó là rất thấp. Hơn nữa, vị trí của anh trên đội tuyển Anh cũng sẽ bị mất đi nếu anh không thi đấu nhiều, nên có lẽ việc chuyển đến West Ham vào thời điểm này là hợp lý. Man United cũng đã lên kế hoạch chiêu mộ một trong ba cái tên để chám vào vị trí mà Maguire để lại, bao gồm Benjamin Pavard, Jean-Claire Todibo và Edmund Tapsoba. Pava hiện sẵn sàng ra đi, còn Todibo đã được Manchester United tiếp cận vào trước đó. Everton rất quan tâm đến tiền đạo Hugo Ekitike của Paris Saint-Germain và đang theo dõi tình hình của anh tại nhà đương kim vô địch nước Pháp. Đội bóng vùng Merseyside đang kỳ vọng vào một bản hợp đồng cho mượn cùng điều khoản mua đất và phía Paris Saint-Germain muốn thu về tổng cộng 35 triệu euro cho thương vụ này. Các cuộc đàm phán giữa Bayern Munich và Tottenham về việc chuyển nhượng Harry Kane đang tiếp tục. Nhà đương kim vô địch nước Đức chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 95 triệu bảng cho đội trưởng đội tuyển Anh. Theo Sky Germany, Kane muốn tương lai của mình được quyết định trước khi Spurs bắt đầu chiến dịch Premier League gặp Brentford vào cuối tuần này. Thủ môn David Raya của Brentford chuẩn bị gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn, kèm theo tùy chọn mua đất, The Athletic đưa tin. Raya sẽ chuyển đến Emirates để cạnh tranh vị trí số 1 với Aaron Ramsdale và anh dự kiến sẽ kiểm tra y tế vào ngày mai. Các nguồn tin cho biết, Arsenal sẽ phải trả mức phí 3 triệu bảng để mượn Raya và sau đó sẽ có điều khoản mua đứt với giá 27 triệu bảng vào mùa hè tới. Ở chiều đi, Arsenal đã để tiền vệ trẻ Charlie Patino chuyển đến Swansea dưới dạng cho mượn. Patino được xem là tài năng lớn trong tương lai và pháo thủ đang tìm cách phát triển đúng đắn nhất cho cầu thủ này. Manchester City đang theo đuổi một thỏa thuận để ký hợp đồng với tiền vệ Lucas Paqueta của West Ham. Được biết, đội chủ sân Etihad sẵn sàng trả giá khoảng 70 triệu bảng, nhưng con số này không thể làm hài lòng The Hammers. West Ham muốn thu về khoảng 85 triệu bảng, bằng đúng mức giá phá vỡ hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 6 năm 2024. Huấn luyện viên Ange Postecoglou đã xác nhận Tottenham vẫn quan tâm đến việc ký hợp đồng với một trung vệ khác vào mùa hè này. Câu lạc bộ đã chính thức công bố bản hợp đồng trị giá 43 triệu bảng của tuyển thủ U21 Hà Lan Mickey van der Ven từ Wolfsburg vào đầu tuần này, nhưng vẫn muốn mang về một cầu thủ khác để củng cố chất lượng hàng thủ. Tin vui đã đến với người hâm mộ West Ham khi đội bóng của họ đã thuyết phục thành công Southampton bán James Ward-Prowse với giá 30 triệu bảng. West Ham đã từng có thời điểm từ bỏ thương vụ này, nhưng cuối cùng họ mới là người chiến thắng trên bàn đàm phán. Điều khoản cá nhân với cầu thủ người Anh không là vấn đề, và các buổi kiểm tra y tế sẽ diễn ra ngay trong tuần này. Fulham sắp hoàn tất thỏa thuận với Chelsea về việc ký hợp đồng với Callum Hudson-Odoi. Ngày càng có nhiều sự lạc quan rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong 24 đến 48 giờ tới. Hudson-Odoi đang bước vào năm cuối cùng của hợp đồng tại Chelsea và không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Điều khoản cá nhân giữa Fulham và cầu thủ đa năng này dự kiến sẽ không phải là một vấn đề. Neymar là một trong năm ngôi sao của Paris Saint-Germain đã được huấn luyện viên mới Luis Enrique và giám đốc chuyển nhượng Luis Campos thông báo rằng họ có thể rời câu lạc bộ vào mùa hè này. Theo tờ AMC Sport của Pháp,
Neymar, Marco Verratti, Renato Sanchez, Hugo Ekitike và Juan Bernat đều đã được thông báo rằng họ không nằm trong kế hoạch tương lai của Enrique. Theo tờ AS phiên bản của Mỹ, Eden Hazard đã nhận được lời đề nghị từ MLS, Saudi Arabia và Brazil sau khi rời Real Madrid. Hợp đồng của Hazard với Real đã bị chấm dứt theo sự đồng ý của cả hai bên. Và các báo cáo cho biết, cầu thủ người Bỉ đã được Vancouver Whitecaps, một đội bóng giấu tên của Ả Rập Xê Út và Botafogo tiếp cận. Hazard trước đó đã từ chối lời đề nghị từ Inter Miami. João Félix nhận được lời đề nghị từ Saudi Arabia, nhưng anh chỉ muốn gia nhập Barcelona, tờ Sport đưa tin. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã trải qua nửa cuối mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Chelsea và ưu tiên của Atletico Madrid là bán đứt anh ngay trong hè này. Nhưng việc chuyển sang Barca của Felix sẽ gặp nhiều khó khăn do tình hình tài chính yếu kém của gã khổng lồ xứ Catalan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin chuyển nhượng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những ngày tiếp theo.